2 mét bị bẹp bắn không lọt kẻ theo trời. Em không thấy, em nãy thấy phớt cái đuôi đó hả? Ừ. Rồi rồi, nó trườn lên đây rồi. Đó. Phớt cái lá. Bay rồi. Anh Hai nói anh Hai bắn chúng không nghe nổ gì trơn á. Có đè bắn bụng đâu. Có chắc ngay bụng rồi. Đứng đứa đít mà. Không nghe nổ gì trơn. Chết mẹ rồi, nghe đít là khỏi ăn luôn á. Đứng đứa đít. Nghe đứa là thú quắc luôn á. Còn nguyên vỏ cắn còn nguyên mà. Thì còn nguyên mà, nó yếu rồi. Quắc rồi. Nay bắn hội công cái gì mà. Đúng. Mấy cái gớt hội gớt của nó. Mẹ không có bệnh. Nó giãn lắm. Đậu tự nhiên bắt đứa bay bay cho lưỡi ngay anh. Em tán ngay cái đầu con cổ gì vậy? Khúc khúc khúc. Nói chung nó đậu bít lắm. Đúng. Em tán khúc trên. Nó khôn quá. Bụp. Trời ơi. Cái bụp mà không suy nhê. Cái nữa. Rồi té. Đấy. Đấy cái đầu. Đấy đây. Ừ. Té ai, té ai. Vô, vô, vô. Đây, bềm bẹp của B đây. Nãy bắt đầu tôi thấy sững rồi. Ngay đầu. Tôi bắt đầu sững rồi. Bắt đầu đổ lông. Bắt đầu không biết trúng đâu á. Bắt đầu đi làm. Đầu chết luôn. Bắt đầu có día đi. Bắt đầu không día. Làm nặng em luôn không? Sao? Bắt bể đầu. Bể đầu. Cấm đầu đấy, cấm đầu xuống. Cấm đầu rồi. Tự thưởng cho mình chơi nước đi. Tiện tài. Tàu bắn rồi tiếp tục. Trời ơi. Mày. Té té thầy ơi, té rồi, té rồi. Tôi đứng lại đó. Dưới đít, dưới đít anh hai. Anh canh cái chân nữa. Ngay cũng hậu té chết rồi, phá cửa luôn rồi. Ngay đầu cái tre kìa. À, muốn cái tre khiêu được à. Này giống ăn trộm quá trời. Ngay đầu. Em kêu anh Hai canh dưới chân mà lên trên đầu. Tay anh Hai nhỏ không? Nè 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 nè. Chỉ nữa. Phan. Nó đang dậy. Rồi chết rồi đó. Lắm anh Hai. Đây nè. Không có được mà. Kìa. Có dê lan nè. Anh con em con chứ. Này đâu đâu mấy lai liếc luôn. Ui dạ, ui dạ. Tay. Quạo tay em mà. Chết rồi. Anh Hai nhổ lông nó luôn rồi. Nhổ luôn đâu nó vậy. Bên cái bàn á. Tiếp tục.
Hai con, anh con em phải con chứ. Tiếp tiếp tiếp. Ô, hay trời, cú đất. Bè hả? Cú đất, cú đất. Già cái tơi nữa. Không kiếm được quá. Trời ơi, thoát đâu. Mới té đó mà. Em đứng đây mà. Té rồi. Con này không có chạy được. Nó em á, nó nằm im re luôn á. Đó 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 đó. Rồi chạy qua lại nữa hả? Rụt ngựa mới chưa qua bắt chưa lại. Rồi. Rồi. Rồi gắt cái đấy quần này. Sao qua kia được? Đây bức tường mà. Nó đâu có leo lên được đâu. Tại nó kích luôn, nó nằm em dè luôn á chứ. Đâu? Anh hai, ừ. Đó, anh hai ơi. Một cây nhánh cây dưới quả xà. Đúng rồi. Ê, ê, ê. Quên, 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 nó chạy mất tiêu rồi anh hai cầm hai ơi. Đây, thành quả của bố anh em nha. Bố anh em buổi chiều nha. Này được nha, nhìn bà con bị bịp. Ôi, được, đủ rồi, chiều đủ rồi anh hai nhậu rồi. Bốn cu. Năm cu, được con cu đất nữa. Còn chưa, bịp. Trời ơi, được rồi, anh em nhìn thấy mà. Anh em nhiều lúc không có dám đăng cái hình lên cho anh em xem. Tại vì bên YouTube bây giờ cũng đang là khó lắm, đang quét khó lắm anh em ơi. Đăng hình ảnh chim chóc lên rồi nói vi phạm tùm lum la hết trơn. Nhiều lúc mà có những video mình cũng không có đăng những cái hình con chim lên. Mình chỉ đăng hình ảnh minh họa bậy bạ thôi à. Rồi anh em xem thì có hay thì cho mấy anh em mình một like và một chia sẻ nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha.